Rủ lừa đi săn sói. Lừa con ơi, trời sắp tối rồi, chúng ta về hang thôi. Này chú bướm kia, ta sẽ bắt được ngươi. Lừa con đi đâu thế? Quay lại bầy để về hang đi. Vẫn còn sớm mà mẹ, con ở đây đang vui thế này, về hang chán chết đi được. Mẹ đã nói còn bao nhiêu lần rồi mà con cứ không chịu nghe thế nhỉ? Trời tối là chúng ta phải về hang, ở ngoài này rất là nguy hiểm. Mẹ cứ lo lắng đâu đâu ấy, ngoài này thì có gì nguy hiểm cơ chứ. Con đã lớn thế này rồi, có còn phải trẻ con nữa đâu. Mà mẹ không thấy là so với các bạn thì con cũng cao lớn hơn hẳn đấy sao? Con thấy chẳng có gì đáng phải sợ cả. Kể cả ban ngày khi sói đến chúng ta còn không kịp trở tay nữa là khi đêm xuống. Con còn cứ lanh quanh ngoài này, lỡ không may sói đến thì chẳng còn đường mà thoát thân đâu. Về ngay. Sói thế nào mà mẹ cứ sợ hãi thế nhỉ? Chắc mẹ chỉ làm quá lên thôi. Cứ nằm mơ thấy sói mãi. Mà sói thì có gì đáng sợ cơ chứ. Ôi, xem kìa. Hóa ra khi đêm về, mình sẽ biến thành chú lừa khổng lồ thế này đây. Thích quá đi. Thôi chết, hình như là sói. Nó bỏ chạy rồi kìa. Tưởng sói phải đáng sợ thế nào chứ. À, chắc hẳn là do buổi đêm khi mình thành lừa khổng lồ rồi thì sói phải sợ mình là đúng rồi. Wow, tuyệt quá. Đúng là sói sợ mình mà bỏ chạy đi rồi. Mình phải đi báo cho mọi người biết mới được. Nhưng mà dù gì mọi người cũng ngủ say hết rồi. Mà chỉ cần một mình cũng khiến con sói kia sợ khiếp lên đấy thôi. Giờ thì mình phải đuổi theo cho nó một bài học mới được. Đến sáng mai, mọi người sẽ sáng mắt ra cho mà xem. Sói ở đâu nhỉ? Ngươi là sói phải không? Ủa, một chú lừa con. Cháu đi lạc sao? Bác là Vượng, không phải sói. Cháu đừng có sợ. Bác Vượng ư? Cháu lại đang đi tìm sói cơ. Cháu bảo sao? Đi tìm sói ư? Thật là liều lĩnh và nguy hiểm. Cháu hãy mau mau quay về đi. Vừa nãy bác vừa gặp sói ở trong rừng đấy. Cháu mà cứ đi tha thẩn thế này rồi thì sẽ làm mồi cho sói thôi. Bác thấy sói ở trong rừng ư? Chắc cũng là con sói cháu vừa gặp thôi. Cháu phải vào tìm sói ngay mới được. Bác đừng có lo. Tối đến cháu đã hóa thành lừa khổng lồ rồi. Sói đến thấy cháu mới phải sợ đấy. Đây này, bác xem này, cháu chẳng sợ sói đâu. Dừng lại lừa con. Cháu thật là ngốc nghếch. Đó chỉ là cái bóng. Lừa vẫn chỉ là lừa mà thôi. Làm sao mà nói lý với sói được chứ. Loáng một cái mà nó đã chạy đâu rồi không biết nữa. Hy vọng mình tìm được nó trước sói. À! Đúng là con lừa ngu ngốc tự đến nộp mạng cho ta. Ta sẽ cho ngươi được tòa ái nguyện. Tha cho tôi đi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứ kêu đi, chẳng có ai cứu ngươi đâu. À, đứa nào to gan phá đám ta vậy? À, tình sói gian ác, hãy biến đi. Đồ chen ngang đáng ghét, hãy trả con mồi của ta đây. Không được đụng đến lừa con. Cũng may cho ngươi là hôm nay ta đã đủ no rồi. Lần sau nhất định ta sẽ không cho qua đâu. Đồ đáng ghét. Cháu có sao không? Dạ, không sao ạ. Cháu cảm ơn bác. Không sao là tốt rồi. Nào, để bác đưa về nhà. Ngươi thật là đáng ghét. Sao lúc thấy sói, ngươi chạy biến đi đâu vậy? Kìa, lừa con. Đó chỉ là cái bóng của cháu. Vào trong rừng sâu, nhiều bóng cây.
Cái bóng của cháu sẽ bị bóng cây che phủ đi. Cái bóng? Nhưng rõ là lúc trước, sói thấy cái bóng to lớn của cháu, đã hoảng sợ bỏ chạy đi mà. Chắc là cháu nhìn nhầm bọn thú rừng nào đó rồi nói sói thôi. Chứ cái bóng thì sao có thể đánh sói được? Đó chỉ là hình ảnh phản chiếu lại hình dáng của chính cháu mà thôi. Thế mà cháu cứ tưởng... Chuyện gì cũng vậy, phải biết mình biết người. Đừng để sự ảo tưởng sai lầm về bản thân mà quên đi khả năng sự thật của mình. Cháu sẽ gặp nguy hiểm mà không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu. Hãy nhớ, muôn đời, sói gian ác có bao giờ sợ lừa đâu. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Thôi, cháu không sao là tốt rồi. Cháu thật may mắn đấy. Vết thương nhẹ này sẽ sớm khỏi thôi. Giờ hãy về nhà đi, bác sẽ đứng đây canh chừng cho. Cháu cảm ơn bác. Vị khách mua vòng cẩm thạch. Cảm ơn quý khách. Chào ông chủ. Mình ơi, kìa mình. Mình à, tôi thấy không khỏe trong người, chân tay đau nhức. Hay là mình đưa tôi đi bệnh viện khám xem thế nào? Chân tay đau nhức thì chắc lại do cái bệnh thần kinh tọa của bà chứ gì. Việc gì phải khám, bà cứ đem cái đơn thuốc cũ ra tiệm mua thuốc về uống xem. Nhưng mà mấy hôm nay tôi đau hơn mọi lần. Nhưng mấy hôm nay đông khách quá, tôi không thể đóng cửa tiệm vàng mà đi được. Hay là bà tự gọi taxi mà đi khám đi. Giờ đi lại cũng tiện, cần gì phải đi hai người cho nó lách cách vậy. Chào anh. Anh muốn mua gì? Tôi muốn mua vòng tay bằng ngọc. Có phải đeo vòng tay bằng ngọc, đeo đá thiên nhiên là tốt cho sức khỏe phải không? Đúng thế. Anh xem, đây là những vòng tay cẩm thạch, rất tốt cho vận khí, sức khỏe, có đủ mức giá cho anh chọn. Thế giá cả chúng thế nào, ông chủ? Đây là chiếc 4,5 triệu nè, cũng rất đẹp mà giá cả phải chăng. Đẹp lắm. Ông có thể bớt cho tôi một chút được không? Tôi chỉ có 4 triệu. Không được, chúng tôi không bán mặt cả bao giờ. Đúng 4,5 triệu. Vậy mai tôi sẽ quay lại mua nó. Ông chủ, tôi có đủ 4,5 triệu rồi. Ông lấy cho tôi chiếc vòng hôm qua đi. Đây, đủ 4,5 triệu của ông. Tiếc quá. Hôm qua còn lại một chiếc 4,5 triệu thì lại bán mất rồi. Hay là anh lấy chiếc khác nha. Sao, bán rồi ư? Chiếc này cũng đẹp lắm, giá 4,7 triệu. Chỉ đắt hơn cái kia một chút thôi. Chả giấu gì ông, tôi khó khăn lắm mới kiếm thêm được thêm 500,000 cho đủ 4,5 triệu. Giờ lại thiếu rồi. Ông chủ à, tôi đặt cọc lại số tiền này ở đây. Ông giữ lại chiếc vòng này lại cho tôi. Ngày mai có thêm 200,000 nữa, tôi sẽ quay lại lấy nó. Được rồi, tôi sẽ giữ nó lại cho anh. Ông chủ, sao anh bảo ngày mai mới quay lại cơ mà giờ tôi lại đóng cửa rồi? May quá, hôm nay gặp được người thuê bốc vác từ trưa tới giờ, tôi kiếm đủ tiền rồi, làm sao tôi đợi đến mai được. Đây, thêm 200,000 nữa, ông cho tôi lấy cái vòng luôn nhé. Cuối cùng tôi cũng mua được rồi. Tôi chưa gặp vị khách nào lạ như ông, khó khăn lắm mới kiếm được vài trăm ngàn, nhưng nhất quyết phải mua vòng ngọc về cho bằng được. Đấy là ông không biết, vợ tôi thích vòng ngọc lắm. Nhưng cả đời tôi chưa mua cho bà ấy được chiếc vòng nào. Dạo này bà ấy không được khỏe, nghe người ta nói đeo vòng ngọc tốt cho sức khỏe. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Thôi chào ông, tôi về, chắc là vợ tôi vui lắm đây. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Mình à, tình hình ra sao rồi? Bệnh viện đông quá, cũng chỉ chụp chiếu qua loa.
vẫn kết luận là đau thần kinh tọa. Này mình à, mai tôi lái xe đưa mình lên bệnh viện chuyên khoa. Nghe nói ở đấy khám rất kỹ, mà toàn giáo sư đầu ngành rất giỏi. Thế còn tiệm vàng, ông để cho ai? Mình không phải lo. Đối với tôi, bà còn quý bằng vạn lần vàng ngọc ấy chứ. Mình hôm nay lạ thật. Lạ gì chứ, thôi để tôi đỡ mình vào nghỉ ngơi. Cái tội thương. Quá, cứ chạy lăng xăng hết chỗ này sang chỗ khác rồi lại ngã bây giờ. Mẹ yên tâm, con không ngã được đâu. Ui da, cậu không nhìn thấy tớ đang gùi cỏ rất nặng à, mà còn va vào người tớ làm đổ hết cỏ rồi đây này. Cậu nói rõ hay, cậu chạy không chú ý đường lại còn trách tớ. Cái gùi còn làm gãy mấy cái gai của tớ đây này. Ui da, đau quá. Không biết đâu, giờ cậu đền gùi cỏ cho tớ đi. Đó là lỗi của cậu, sao tớ phải đền chứ? Con có sao không nhím? Tại con không chịu nghe lời mẹ, đã làm bạn ngã còn không chịu xin lỗi thì chớ, lại còn trách móc bạn là sao? Nhưng mà bạn ấy cũng không chịu chú ý nên mới thế chứ. Sao mẹ cứ bên bạn ấy mà con là con của mẹ mà, mẹ cũng không thèm bên con hả? Cái thằng bé này tính tình ương bướng thế chứ lị. Mùa đông tới. Chà, đằng ấy cho tới chơi với. Ngựa con, đừng đi xa quá. Mẹ tớ bảo ở giữa hồ có thể nước vẫn còn chưa đóng thành lớp băng dày đâu. Chắc hôm trước mình làm bạn ấy ngã nên giờ mới giận mình. Thấy mình trượt tuyết giỏi nên hậm hực đây mà. Không, tôi phải ra giữa hồ rộng này trượt mới thích. Thấy chưa, băng ở đây đã dày lắm rồi, không tan được đâu. Thôi, vào đi ngựa con ơi, tuyết mới rơi được có mấy ngày hôm nay, nên chỗ ấy chưa an toàn đâu, đợi vài hôm nữa ra chơi sau cũng được mà. Phải đấy, vào gần bờ chơi đi ngựa con ơi. Các cậu đúng là đồ nhát gan. Gì thế nhỉ? Thôi chết, hình như mặt băng đang nứt ra. Ôi, Cứu vai. Chết rồi, phải gọi Bác Ngỗng ngay mới được. Bác Ngỗng ơi, có bạn bị rớt ở giữa hồ. Khổ không, sao lại ra giữa hồ chơi cơ chứ. Cứu vai. Lạnh quá. Ơn trời, ngựa con ơi, con tỉnh chưa? Con tỉnh rồi. Mẹ, con sợ quá à. Sao con lại ra giữa hồ, trong khi các bạn đã nhắc nhở băng ở đó còn chưa thành lớp dày chứ? Con mà không bỏ được cái tính ương bướng gàn dở, bỏ mặc lời nhắc nhở của mọi người thì sớm muộn cũng gây họa vào thân như ngày hôm nay đấy. Dạ, từ lần sau con không dám thế nữa đâu ạ. Chuyện chàng vẹt tập bay. Bay lượn như bọn họ thích quá. Nhưng hôm nay, họ nhà chim chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi xem loài nào múa lượn trên không trung đẹp nhất. Giải nhất sẽ giành được chiếc vương miện vàng. Đây là món quà danh dự của loài chim. Thích quá. Và bây giờ, cuộc thi bắt đầu. Ồ, ở đây có chuyện gì?
Ôi, sao trên đời lại có một nàng vẹt xinh đẹp đến thế? Ồ, xin chào vẹt xanh. Bạn có muốn tham gia cuộc thi bay lượn ngày hôm nay không? Tôi hả? Tôi không tham gia đâu. Tham dự đi, bay lượn nhảy múa đi. Xin lỗi, tôi không biết bay. Cái gì? Không biết bay? Bạn đùa hả? Lần đầu tiên nghe thấy có một con chim bảo mình không biết bay. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không có ai dạy tôi bay cả. Có gì đáng cười đâu. Thật xấu hổ cho họ nhà vẹt xanh. Chả bù cho vẹt vàng đây, lung linh và lộng lẫy, lại còn bay lượn rất đẹp nữa. Giải nhất của ngày hôm nay thuộc về vẹt vàng. Xin chúc mừng vẹt vàng. Hoan hô, hoan hô. Xin chào. Chào. Anh có muốn cùng tôi bay lượn đến thung lũng xinh đẹp phía xa kia không? Tôi nói rồi, tôi không biết bay. Đó là sự thật hả? Làm gì có con chim nào không biết bay? Thế bây giờ cô thấy rồi đó. Tôi không bao giờ bay được. Cũng chưa từng có ai dạy tôi cách bay. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi đã ở trong lòng cho đến ngày tôi bị lạc vào đây. Không sao, tôi sẽ dạy anh bay. Theo tôi nào. Không, không. Mình cũng muốn bay lượn cùng cô ấy. Chim sẽ bay được mà. Tôi sắp chịu không nổi rồi. Tôi đang bay. Đang bay thật sao? Cẩn thận. Thế hóa ra không phải cô bị kẹt hả? Thì có thế anh mới dũng cảm mà bay chứ. Tôi bay được rồi. Bay được rồi. Tôi biết anh sẽ làm được mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!